Hội thảo đường sắt đô thị trong hệ thống giao thông thông minh nhằm giảm ùn tắc giao thông, tiến tới giảm phương tiện giao thông cá nhân được tổ chức vào sáng nay với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, quản lý. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị. Đào tạo nhân lực để tiếp quản những công nghệ mới, kết nối đường sắt đô thị với các hệ thống giao thông công cộng là một trong 6 giải pháp đáng chú ý được đề cập tại đây. Khẳng định đường sắt đô thị phải là xương sống của hệ thống giao thông công cộng, các chuyên gia cho rằng điều đầu tiên mà Hà Nội cần làm là đồng bộ về hạ tầng. Cùng với đó phải có sự hỗ trợ của xe buýt, taxi và các loại hình vận tải hành khách công cộng khác để bảo đảm đi lại thuận tiện cho người dân. Từ kinh nghiệm xây dựng hai tuyến đường sắt trên cao của Hà Nội, các đại biểu tiếp tục đề xuất phải lựa chọn tuyến và phân kỳ đầu tư hợp lý, song hành với đào tạo nguồn nhân lực trong điều hành. Đồng thời việc lựa chọn quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng là điều Hà Nội cần thực hiện để sớm triển khai được các tuyến đường sắt đô thị tiếp theo. Ghi nhận những ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định, các giải pháp đưa ra tại hội thảo sẽ là tiền đề cho thành phố tham khảo, xây dựng hoạch định trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng, đường sắt đô thị là vấn đề mới nên Hà Nội rất cần sự vào cuộc của các nhà khoa học, các chuyên gia nhằm lan tỏa ý tưởng truyền thông chính sách để nhân dân cũng như các cấp lãnh đạo, đại biểu Quốc hội, doanh nghiệp hiểu và chia sẻ. Mục tiêu của thành phố là 2 năm tới sẽ hoàn thành 100 km đường sắt đô thị, đưa Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu trong năm 2045.